Hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel của mình. Mình là 69 Gaming. Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại tiếp tục với game Đảo Kho Báu. Và ok, hôm nay thì mình sẽ review ạc của lại là bạn Tâm Thiết đó. Thì bạn đã có một cái mượn được một cái ạc có con Sengoku, để bây giờ mình sẽ review cho mấy anh em xem luôn. Đây ạc của bạn đó. Bây giờ đổi thành tên Yến Nhi luôn á ta. Yến Nhi là giống như cái ạc ạc nhỏ nhỏ ấy. Lúc mình đưa cho bạn đó mượn, bạn cũng đổi tên Yến Nhi, chắc là tên tên vợ quá. Ok, thì cái server này cũng là server mới này mà. Đây là một cái trong những cái cụm server mới. Đó, thì hiện tại bây giờ thì vừa mới nhận phần thưởng cái ngày thứ 15 xong thì phải đó. Đó là con Sengoku. Đó, nhưng mà sao Sengoku lại mặc bộ trang bị Nami ta? Mình nghĩ là mặc bộ trang bị Jogo thì nó sẽ ngon hơn chứ. Tại mình thấy khoan, cái con này là nó có cái kỹ năng gọi là nếu mà lấy cái bộ tốc độ thì cũng được anh em. Nhưng mà mình để một xíu mình xem thử rồi. Ô, 6 cái gương trang bị xa thôi nè anh em. Đó. Thì với 6 cái gương này chắc là cũng chưa có đủ để mà up nguyên mà nguyên set lên sao này kia các kiểu đó. Cho nên là thôi. Để sau đi, để cái gì mà bạn đó mở sau đi. Thì một xíu đó mình sẽ soi thử lại con Sengoku này nó sẽ như thế nào nha anh em. Đây là lần đầu tiên thì mình cũng test thử Sengoku thôi. Thì hiện giờ nếu mà anh em muốn sở hữu Sengoku này thì phải tốn khoảng có tầm 2 củ anh em à. 2 củ thì anh em mới có thể là nhận được con Sengoku. Và không biết là sắp tới anh sẽ ra thêm con tướng gì nữa hay không thì mình không biết. Nhưng mà trước mắt thì em nó vẫn là 2 củ giống như con San ngày xưa anh em. Khi mà con Sengoku này ra mắt thì con San bây giờ hiện tại giờ thì cái số tiền anh em bỏ ra để mà có thể là sở hữu được con San thì nói chung là khá là nhẹ nhàng hơn ngày xưa rất là nhiều. 2 củ thì bây giờ khoảng tầm hồi lúc là khoảng có 200 mà anh em. Những lúc khuyến mãi thì như là khoảng 150, 160 vậy đó là anh em có thể là nhận được con San tóc đỏ rồi. Sanji là sao lại là mang cái lon ta? Ôi, có vẻ như là ạc này nó hơi bấy nhầy xíu anh em à. Đồ đạc này kia nói chung nó cũng hơi bấy xíu. Đó, sao lại giờ dồn úp vũ khí nó hơi bị nhiều nè. Đây, dồn úp cái áo lên gần mát sao đỏ luôn rồi anh em à. Ui, cái dòng đúc thì ok, dòng đúc thì được anh em à. Còn A thì anh em có thể là chọn là sát thương một kích hoặc là bị công giảm sĩ khí thì tùy anh em. Đó, ok, nói chung là cái hạt này nói chung là nó cũng hơi bối gối như xíu anh em. Ôi, sao cứ đè đúc áo không này, ông khoái đúc áo sao anh em à. Ok, ôi. À, ok, để em xíu là hiện tại giờ ạc này đang có đồ Kaido, sao không sử dụng đồ Kaido cho con Sengoku luôn mà lại sử dụng cái bộ trang bị Nami này ta. Đây, để xíu chắc là xíu mình sẽ đổi lại cái bộ trang bị của Kaido để mà lại vừa lấy hồi công mà vừa lấy tốc độ công luôn, nó sẽ ngon hơn rất là nhiều anh em. Đó. Chứ bây giờ mình lấy cái bộ trang bị Nami này thì nó sẽ hơi bị thọt, tại vì nó chỉ có mỗi cái dòng tốc độ công thôi, là nó mất đi cái dòng hồi công rồi. Con tướng thì nên lấy bộ trang bị cả. Nếu mà có Kaido thì up luôn Kaido cho nó ngon xíu anh em. Đây, bây giờ mình sẽ gỡ ra, trước mắt mình sẽ gỡ ra và mình sẽ đập lại xem sao nè. Chứ giờ hiện tại giờ cái ạc này giờ mình cũng không biết đập từ đâu nữa. Mấy cái ạc kia hôm để bây giờ mình gỡ ra hết thì sợ không có đủ nguyên liệu nên có thể giám định lại được anh em à. Vì vậy mà bây giờ chắc mình sẽ gỡ trước cái bộ trang bị của Sengoku này trước đi. Mình sẽ thay qua cái bộ trang bị Kaido luôn. Lấy cái dòng tốc độ công với lại dòng hồi công nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Tại vì cái bộ Nami thì nó chỉ có dòng tốc độ công, còn cái bộ Jogo á thì nó chỉ có bộ Sanji đó anh em. Đó, bộ Jogo khi up lên đỏ sẽ qua bộ Sanji thì nó chỉ có cái dòng hồi công thôi. Vì vậy cái bộ Kaido này nó sẽ kết hợp giữa hai bộ luôn, cho nên là nó sẽ ngon hơn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ đổi qua cho anh em. Thì tất nhiên là truyền thụ qua thì sẽ bị mất đi cái dòng nha anh em. Khi anh em truyền thụ qua từ cái bộ trang bị Nami, anh em truyền qua bộ Kaido thì tất nhiên nó sẽ bị mất dòng nha anh em. Bất kỳ trang bị nào khi mà truyền thụ qua thì nó cũng đều bị mất dòng hết, trừ cái trang bị San này, tại vì anh em không thể nào truyền qua được cái bộ trang bị San, để vì bộ trang bị San nó chơi mình đó anh em. Rồi ok, bây giờ mình sẽ truyền thụ qua đây. Rồi ok, cuối cùng thì cũng đã xong. Bây giờ mình sẽ tách cái bộ trang bị cũ ra, thì khi mà tách ra thì nó chỉ trả lại tí xíu nguyên liệu thôi anh em ạ.
chỉ có thể là up được đột phá được khoảng cỡ tầm 1-2 dòng thôi nè. Đó thì anh em nên cân nhắc cái việc mà anh em chuyển từ cái bộ trang bị Nami Sanji hoặc là Sanji qua bộ trang bị Kaido khi anh em vừa mới có nha. Anh em đừng có đè chuyển hết rồi anh em tách hết là anh em sẽ không có đủ nguyên liệu để mà anh em có thể là đột phá lại được đâu. Khi mà anh em tách hết nguyên bộ thì chắc là anh em chỉ giám định được khoảng cỡ 1-2 món thôi. Đó, vì vậy mà nó sẽ bị mất đi. Với lại mấy cái đá khi anh em đột phá, khi anh em đúc lại dòng đó thì nó sẽ không có trả lại full đâu. Vì vậy mà anh em nên cân nhắc trước khi mà chuyển vào cái bộ trang bị Kaido. Khi mà đủ anh em nhắm đủ có thể là giám định được nguyên một bộ, đúc lại nguyên một bộ thì anh em hả chuyển. Đó, khi mà đủ một bộ nào thì anh em hả chuyển và đúc bộ đó thôi. Còn nếu không thì anh em cứ giữ nguyên cái bộ trang bị Nami với lại bộ trang bị Sanji để mà mặc cho nó mạnh. Chứ anh em chuyển qua đến lại bị thọt thì rất là nhiều. Rồi, ok, để bây giờ mình lấy mấy cái nguyên liệu này để mình đặt sao đột phá cho mấy cái bộ trang bị Kaido cho con Sengoku. Một xíu nữa mình sẽ test thử con Sengoku như thế nào cho anh em xem nha. Đấy, thì bây giờ mình sẽ đột phá nó lên 2 sao trước đi. Hiện tại giờ nguyên liệu thì chỉ có thể là đột phá được 2 sao thôi anh em ạ. Hạt này nói chung là cũng khá là ngon nhưng có một cái đập đồ nó bấy nhầy hết rồi anh em ạ. Cái hạt này chỉ có thể là đợi thôi anh em. Đợi khi nào mà có cái sự kiện nào đó ngon ngon thì kiếm thêm nguyên liệu này kia tiếp tục đột phá. Khi mà có đủ nguyên liệu để mà có thể là giám định full thì mình sẽ nghĩ là nên tách mấy cái áo đi anh em. Mấy cái áo của mấy con tướng kia ra. Đó, để mà lấy lại nguyên liệu đột phá này kia các kiểu. Xong rồi giám định lại luôn. Chỉ việc lách mấy cái áo thôi. Rồi sau đó up điều sao hết cho mấy con tướng. Và khi mà anh em up điều sao xong rồi mình nghĩ là đầu tiên khi mà chơi game này anh em nên đúc cái bộ trang bị cho con A trước lên 6 sao nha anh em, 6 sao màu xanh nha. Rồi sau đó là sẽ tiếp theo là sẽ là con Sanji 6 sao màu xanh hoặc là con San 6 sao màu xanh hoặc là con nào đó. Toàn bộ 5 con đều là lên 6 sao màu xanh đều hết, tất cả luôn. Và nhớ cường quá chỉ lên cấp 70 thôi nha anh em. 70 là dừng lại nha. Không có cường quá mát lép luôn nha. Đó, thì anh em ra cường quá lên 70 xong rồi dừng lại để mà lấy full cái dòng cộng hưởng cho tất cả 5 con luôn. Đó, xong tất cả khi mà nào mà đủ hết lép 70 thì anh em dừng lại và anh em đè up trước cho con A. Đè up trước cho con A lên sao đỏ xong đó là qua bạch kim luôn cũng được. Tùy anh em. Còn mấy con kia anh em cứ giữ nguyên 6 sao màu xanh trước đi. Và sau này có đồ chơi thì đập tiếp. Đây, bây giờ nói chung là cũng chẳng biết đường mà lần anh em à. Đây bộ trang bị của con gâu trắng là mình nghĩ là thôi bộ trang bị con gâu trắng để riêng đi, để sau đi anh em. Đây bây giờ ạc này giờ cũng không biết trang bị này cũng không biết giờ chỉnh sửa sao luôn anh em à. Khó quá, không có dám tách anh em à. Tách ra thì thầy không có đủ nguyên liệu để có thể là giám định này. Đó thì anh em thấy cái dòng cộng hưởng kế bên không, khi mình em lên 6 sao xanh thì mới có thể là mát được. Hiện tại giờ chỉ mới có 5 sao thì chỉ lên được cấp 60 thôi. Lên được 70 thì anh em mới có thể là mát cộng hưởng được mấy cái bộ trang bị này. Còn khi lên bạch kim thì như là nó cộng hưởng lên tới 150 thì phải. Hiện tại giờ mình chưa có lên tới cái tầm cỡ đó cho nên là mình chưa biết. Đây cái áo là anh em à. Sao bạn này khoái đập áo hay ta? Cái đè áo đập lên. Ok, hey, thêm một trái quỷ mega nữa. Hiện tại giờ con San thì nó cũng gắn cái trái quỷ mega này vô nó cũng đâu có tác dụng gì mấy anh em. Mình nghĩ là nếu được thì đeo cái trái quỷ Akainu cũng được. Mà hiện tại giờ cũng không có nguyên liệu để mà giám định lại cho nên là thôi xài tạm đi anh em. Ai thì trái quỷ Google thì ok nè. Gâu trắng thì trái Google thì cũng được luôn. Gâu trắng được cái hồi nộ nhanh anh em, đưa vô trong đội hình cũng được để cho nó nộ nó khóa chiêu được cũng khá là ngon. Sanji này thì sử dụng cái trái cái lon. Cái lon này thì cũng được đi, nó có khả năng mà tăng tốc độ lên khi nổ nó sẽ đá cũng khá là ok. Ok thì bây giờ anh em chúng ta sẽ soi thử cái kỹ năng lại của con Sengoku xem như thế nào anh em. Để mình xem được rồi, hiện tại giờ cũng còn được mới SP kỹ năng. Bây giờ mình sẽ up cho con A trước đi. Anh em nên dồn up cho con A trước anh em. Hoặc là cái phụ trợ như là của con Sen nó cũng khá là ngon anh em. Cái phụ trợ nè. Đó, với việc là một kỹ sư đô đốc sẽ tăng 26.5 sĩ khí cho bản thân và đồng đội mỗi giây. Đó, khá là ngon anh em à. Thay vì con Nami God thì nó có khả năng là trừ sĩ khí bên kia. Và bây giờ thêm kết hợp với lại con Sengoku hồi sĩ khí cho đồng đội nữa thì nó sẽ cực kỳ bá đạo anh em à. Mình nghĩ là cái đội hình này nên sử dụng thêm con Nami God vô nữa là cực kỳ ok, cực kỳ ổn anh em à. Rất là ổn áp. Đó, thì có con Sen vô thì sẽ cái đội hình của anh em sẽ nổ trước. Còn cái kỹ năng này thì
Nó kỹ năng, nói chung là mấy kỹ năng này cũng khá là ok anh em. Kỹ năng này nó có choáng nè anh em. Đó, anh em thấy chưa? Cực kỳ ngon. Đây, để mình xem thử mấy kỹ năng này thì sát hương phép đây. Này, phòng thủ với lại thủ vật với lại thủ phép trong 5 giây và phản lại 889 sát thương phép. Phản lại sát thương của mấy con đam phép anh em, chứ không phải là phản lại sát thương vật lý thì nó ngon quá ha. Với chi phản lại sát thương vật lý thì có vẻ như là hơi bị ngon quá anh em à. Đó. Ơi, cái đầu nó bị che mất tiêu cho nên là mình không nhìn thấy được cái đầu ông Phật anh em à. Khi mà nó thu Senoku nó thu nhỏ cái linh hồn là cái kỹ năng lại thì mình mới thấy được cái đầu ông Phật. Đó, thì thôi bây giờ mình sẽ xem thử là cái ạc này hiện tại giờ đang VIP 7 nha anh em. Hiện tại bây giờ đang VIP 7 và hiện tại bây giờ nạp cũng khá là nhiều rồi nè. Để mình xem thử, 1200, 1200 là tương đương với lại 200k anh em. Ui, ạc này nạp cũng khá là VIP anh em à. 3000 nè, 3500k anh em à. Ui, nhiều lắm anh em ơi. Như là có cả 8400 nữa nè. Ui, khá là nhiều. Bây giờ mình sẽ xem lại cái thiên thư, hiện tại giờ cái thiên thư đang là 48, 50, 30. Ok. Bây giờ mình sẽ up cho cái hải quân là lên mát để mà lấy thêm cái dòng HP, thêm HP phần trăm này kia các kiểu. Đó, con Sengoku của con Akainu có khả năng là up sao được nè anh em. Bây giờ mình sẽ đập sao lên cho nó luôn đi. Ui, lên không được nhiều lực chiến lên em à, có 200 mấy chục triệu à. À, có Jin B nè, Jin B up được anh em. Đó, để mình up Jin B lên luôn. Jin B thì lên, lên được 525 triệu. Nhiều hơn ở bên hải quân. Ok, khá là ngon, ạc này cũng khá là ngon anh em à. Ở bên bên này cũng có thể là up được nè. Rồi, bây giờ mình sẽ đè mình up lên luôn cho rồi. Đây, up luôn, ngại ngùng gì nữa anh em. Wow, bên này cũng được 144 triệu với bảo dẫn nha anh em, mỗi con được 144 triệu đó. Để mình xem thử. Đúng rồi, mỗi con được 144 triệu. Ủa, 1 tỷ tư hay là 144 triệu ta, để mình đếm lại nhé. Để mình đếm lại xem anh em à. 3 à, 1 tỷ tư anh em à. 1 tỷ tư chứ không phải là 144 triệu, nãy mình đếm thiếu hành số của anh ta. Rồi, ok, xong. Thì bây giờ chắc mình sẽ xem thử cái chuyển sinh hiện tại giờ thì cũng đã full hết này. Bây giờ còn con San nè, Sanji nè. Hiện tại giờ rồi cái lá tinh luyện còn khá là nhiều, bây giờ chuyển sinh luôn cho gọi anh em. Đây, bây giờ mình sẽ chuyển sinh cho con Sanji trước đi. Rồi, ok, xong. Khi mà chuyển sinh xong mình sẽ trả lại cho anh em cái bộ ESP nha anh em. Cần lép 90, ui mới có 88 anh em mà hết SP rồi. Ủa bị thọt mất 2 lép ta. Thường thường thì chuyển sinh xong sẽ trả lại cho anh em đủ cái SP luôn mà nãy mình nhớ là 90 phải. Bây giờ chuyển sinh xong bây giờ nó còn có 88 à. Nó hốt hết 2 lép mất tiêu rồi anh em. San tăng công bực lý thôi khỏi luôn đi. Để mình xem thử trong đấu trường hiện tại bây giờ đang là top 1 anh em à. Và hiện tại giờ top 2. Top 2 hiện tại bây giờ đã có 191B thôi. Ôi chênh lệch nhau khá là nhiều anh em, và cũng có San 3 sao với bộ dưỡng anh em. Đây. Đó, hiện tại giờ cái đội hình của các bạn thì nói chung là cũng khá là bựa. Nói chung là xài thì cũng được anh em. Nếu mà anh em không thích con gâu trắng thì anh em có thể là thay thế con Navigot vô để mà trừ vị trí bên kia. Có nhiều anh em hỏi là tại sao cái nổ lúc nào khóa chiêu của anh em cũng sao người ta là, tại vì người ta nổ trước anh em. Tại vì người ta có Navigot người ta trừ vị trí của anh em đi trước, hoặc là người ta hồi sĩ thí của người ta cao đó. Khi mà anh em up cái bậc khung tướng nè, khung quyền tướng lên, nó cũng có một cái viên đá là hồi sĩ khí nha anh em. Vì vậy mà anh em nên up trang bị càng nhiều hồi sĩ khí là càng tốt. Nói chung là càng tốt anh em, càng nhiều thì càng tốt thôi. Để mình xem ở trong danh sách bạn bè, Putin 191, Long Du 200, Đệ 190, Newbin hay Bell nè anh em. Nhiều pin bell 600 mấy chục triệu, tỷ lực chiến. cũng được anh em à. Ôi hình nãy như mình nói sai ở bên cái thằng thiên thư rồi, hình như nãy mình đọc trộn số triệu với lại tỷ lực chiến rồi nè. Ok, để mình xem lại cái đội hình này quấn như thế nào đi. Solo với lại cái bạn này 600 mấy chục b, mà nói chung là cũng khá là dễ dàng anh em. Chênh lệch nhau tầm có 100 ngoài B thôi, nhưng mà nói chung là cũng khá là dễ dàng.
Rồi, ok, để mình kiếm bạn khác mình solo thử xem sao. Châu, Tây, Tây Nhi. Nói chung là cái server này lực chiến cũng mới anh em, cho nên là lực chiến nó hơi thấp thấp một xíu, cho nên là nói chung là quýnh nó cũng chưa phê cho lắm anh em. Tại vì mà có mấy cái đội hình nào khoảng dài T solo thì nó sẽ ngon hơn. Đây, ở đây chỉ chủ yếu là cho anh em test thử con Sengoku cho mấy anh em xem cho nó vui thôi, chứ chưa có thể hiện rõ được cái con Sengoku nó đánh đấm như thế nào, với lại bùi đồ nó cũng hơi sai sai một xíu. Đó, thì nãy giờ mình cũng có nói là cái ạc này chắc còn bây giờ phải từ từ anh em à. Phải từ từ thôi chứ không có vội vàng được anh em ơi. Phải từ từ thôi. Rồi, ok, thì đây là con Sengoku, nhân vật chính của video ngày hôm nay. Và để mình xem là có gì mình sẽ cầm Sengoku, mình sẽ đi liên đấu thử cho mấy anh em xem như thế nào. Và thôi bây giờ mình sẽ chắc là sẽ kết thúc video đây thôi á anh em, chứ hiện tại giờ cứ ạc lại cũng không biết làm cái gì nữa. Để lát ngứa tay mình tách mấy bạn lát bấy nhầy ạc thằng ra vô ra chửi cứ quát luôn anh em à. Rồi ok, rồi bây giờ mình sẽ kết thúc video đây thôi và hẹn gặp lại anh em video tiếp theo về cái tựa game đảo kho báu này. Và anh em nhớ cho mình một like, một đăng ký để có thêm nhiều cái động lực để mình làm thêm nhiều video về cái tựa game này cho anh em xem nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều, tạm biệt anh em, bye bye anh em.